giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ mối quan hệ giữa Lệ Quyên và gia đình Lâm Bảo Châu khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, Lâm Bảo Châu đăng ảnh quá khứ của gia đình trên trang cá nhân. Trong ảnh là khoảnh khắc thở thiếu nhi của mẫu nam 9X bên bố trong chuyến du lịch biển. Anh viết kèm, tối xem lại ảnh cười không nhặt được mồm, ôi nhìn lại thời gian trôi qua quý giá hơn cả, kỷ niệm hai bố con, quên cả bé mặc hai mảnh sexy bên cạnh nữa. Mẫu nam 9X bên bố, bài đăng của Lâm Bảo Châu khiến nhiều người thích thú và cho rằng anh đã sở hữu ngoại hình điển trai, nổi bật từ nhỏ. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của dân mạng hơn là màn tương tác của Lệ Quyên và chị gái Lâm Bảo Châu dưới phần bình luận. Cụ thể, dưới bài đăng của em trai, chị gái mẫu nam để lại bình luận nó không với phẫu thuật thẩm mỹ, ok, đính kèm ảnh thỏ bé của hai chị em. Thấy hình ảnh của người chị này, Lệ Quyên liền tương tác, hai chị em dễ thương nhìn bằng nhau, chắc chắn hàng bị tranh ăn hết rồi nên không lớn. Qua màn tương tác có thể thấy, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và người nhà tình trẻ khá thân thiết, cho thấy đã nói chuyện từ lâu. Màn tương tác của Lệ Quyên và chị gái Lâm Bảo Châu, hình ảnh thỏ bé của hai chị em khiến Lệ Quyên thích thú. Ngoài ra, Lệ Quyên cũng theo dõi trang Instagram cá nhân của chị gái Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò mẫu nam kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu từ tháng 8 2020. Sau thời gian kín tiếng, hiện tại cặp đôi đã cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Những hình ảnh bên nhau, ngọt ngào thường được đôi tình nhân đăng tải. Được biết, Lâm Bảo Châu có mối quan hệ khá tốt đẹp với gia đình bạn gái, cũng như con riêng của cô và chồng cũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.